kính chào và mời quý khán giả theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Hôm nay thứ tư ngày 12 tháng 1, chương trình sẽ có những nội dung đáng chú ý sau. Ban Nội chính Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác ngành nội chính Đảng. Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương chủ trì hội nghị. Tỉnh Salavan, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào trao 2 tấn gạo và quà tặng cho nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình thay mặt lãnh đạo tỉnh tiếp nhận. Với nhiều yếu tố nguy cơ cao, các chung cư tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Sáng nay, hội nghị trực tuyến tổng kết công tác ngành nội chính Đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 đã được Ban Nội chính Trung ương tổ chức. Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Thừa Thiên Huế có đồng chí Lê Trường Lưu, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Năm 2021, ngành nội chính Đảng triển khai thực hiện các nhiệm vụ, hoàn thành chương trình, kế hoạch đề ra. Năm 2022, ngành nội chính Đảng quyết tâm nỗ lực triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và Đại hội Đảng bộ các cấp, trong đó có nhiều chủ trương chính sách mới về nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp. Ngành tiếp tục làm tổ công tác tham mưu, thực hiện tốt nhiệm vụ cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực, Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương và Ban Chỉ đạo các tỉnh, thành phố, đồng thời chủ động theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát, theo chức năng, tham mưu giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo và các tỉnh ủy, thành ủy, tăng cường nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra giám sát việc chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước về nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp. Chủ trọng tham mưu lãnh chỉ đạo phát hiện xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ việc, vụ án, làm tổ công tác dự báo, nâng cao chất lượng công tác thẩm định, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả, nhiệm vụ tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo theo quy định. Đồng thời quan tâm kiện toàn bộ máy xây dựng đội ngũ cán bộ, nâng cao hiệu quả phối hợp, mở rộng hợp tác quốc tế về phòng chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp. Tổng Thanh tra Chính phủ vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai phương hướng nhiệm vụ chủ yếu năm 2022 trong toàn ngành. Dự và chủ trì hội nghị có Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Minh Khái, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong. Tham dự và chủ trì tại điểm cầu Thừa Thiên Huế có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hoàng Hải Minh và Chánh Thanh tra tỉnh Thừa Thiên Huế Lương Bảo Toàn. Báo cáo của Tổng Thanh tra Chính phủ cho biết, năm 2021, toàn ngành đã triển khai 6.809 cuộc thanh tra hành chính và 177.245 cuộc thanh tra kiểm tra chuyên ngành. Qua thanh tra chấn chỉnh, quản lý hoàn thiện cơ chế chính sách pháp luật trên nhiều lĩnh vực, phát hiện vi phạm về kinh tế hơn 179 tỷ đồng, 9.258 hectare đất, trong đó kiến nghị thu hồi 22.698 tỷ đồng và 811 hectare đất. Ban hành hơn 132.000 quyết định xử phạt vi phạm hành chính của tổ chức cá nhân với số tiền hơn 3.694 tỷ đồng. Kiến nghị xem xét xử lý hành chính 2.341 tập thể và 6.244 cá nhân. Chuyển cơ quan điều tra tiếp tục xử lý 437 vụ với 259 đối tượng. Năm 2022, bám sát yêu cầu của các cấp các ngành, định hướng công tác thanh tra đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt để triển khai công tác thanh tra, đổi mới trong xây dựng tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra thích ứng với yêu cầu phục hồi sau đại dịch, tăng cường thanh tra công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực quan trọng của các ngành các cấp và thanh tra việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao của cơ quan tổ chức đơn vị, nhất là ngành lĩnh vực địa phương có dấu hiệu xảy ra vi phạm, có dư luận xã hội phản ánh về tiêu cực tham nhũng, phát sinh nhiều đơn thư khiếu nại tố cáo. Hoạt động thanh tra chuyên ngành tập trung vào những nội dung vấn đề gây bức xúc trong đời sống xã hội, các vi phạm pháp luật và chấn chỉnh hoạt động của các tổ chức cá nhân trong việc chấp hành tuân thủ pháp luật chuyên ngành, nâng cao chất lượng kết luận thanh tra, đảm bảo chặt chẽ, khách quan, kịp thời, xử lý nghiêm, kịp thời, đúng pháp luật đối với tập thể cá nhân vi phạm pháp luật, kiến nghị hoàn thiện chính sách pháp luật trên lĩnh vực được thanh tra, đẩy mạnh công tác giám sát, thẩm định và xử lý sau thanh tra, tăng tỷ lệ thu hồi và tài sản do vi phạm, tiêu cực, tham nhũng. Sáng ngày 12 tháng 1, tại cửa khẩu quốc tế La Lai, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình đã tiếp nhận 2 tấn gạo, quà tặng của tỉnh Salavan, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào cho nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế. Về phía lãnh đạo tỉnh Salavan có ông Kham La Hồ Sông Lương, Ủy viên Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Salavan.
Lễ trao tặng nằm trong chương trình trao tặng 6 tấn gạo của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Salavan, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào cho nhân dân các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Trị và thành phố Đà Nẵng nhân dịp Tết cổ truyền dân tộc Việt Nam và chào mừng năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam Lào, Lào Việt Nam 2022. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình cảm ơn sự quan tâm hỗ trợ của tỉnh Salavan đối với nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, thắt chặt thêm mối quan hệ hữu nghị thắm thiết, thể hiện tình đoàn kết Việt Nam Lào nói chung và tỉnh Thừa Thiên Huế với tỉnh Salavan nói riêng, góp phần giữ vững ổn định, an toàn tuyến biên giới của hai quốc gia. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho biết, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, với tinh thần láng giềng hợp tác hữu nghị, mối quan hệ truyền thống luôn kề vai sát cánh trong mọi hoàn cảnh, tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đã có những chia sẻ khó khăn và dành tặng chính quyền, nhân dân các tỉnh nữ bang Lào những tình cảm tốt đẹp và hỗ trợ vật tư, trang thiết bị y tế để phòng chống dịch bệnh COVID-19. Lãnh đạo hai địa phương mong muốn trong thời gian tới, tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với tỉnh Salavan trong công tác phòng chống dịch bệnh, tăng cường hợp tác chính trị đối ngoại, hợp tác quốc phòng an ninh, nâng cao hiệu quả hợp tác kinh tế, giáo dục, văn hóa, y tế, khoa học kỹ thuật, thắt chặt vun đắp, củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa hai địa phương. Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh vừa tổ chức hội nghị ký kết chương trình phối hợp hoạt động giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với các đoàn thể chính trị xã hội tỉnh, đồng thời ký giao ước thi đua giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố Huế năm 2022. Tham dự có ông Nguyễn Nam Tiến, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Nội dung ký kết bao gồm tập trung tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của nhân dân, phát huy tính chủ động, sáng tạo của địa phương trong kiểm soát tình hình dịch bệnh, tạo điều kiện khôi phục sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế xã hội, đưa đời sống sinh hoạt của nhân dân trở lại trạng thái bình thường mới. Đồng thời đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, duy trì nhân rộng mô hình tuyến đường sáng, xanh, sạch đẹp, trật tự trị an, tuyên truyền vận động nhân dân hưởng ứng phong trào thi đua cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau. Vận động quyên góp ủng hộ quỹ vì người nghèo và an sinh xã hội, quỹ cứu trợ. Triển khai các hoạt động giám sát theo các nội dung đã được thống nhất trong kế hoạch phối hợp giám sát phạm vi xã hội năm 2022 giữa Mặt trận và các đoàn thể chính trị xã hội tỉnh và triển khai các chương trình về bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, an toàn giao thông, phòng chống tội phạm ma túy mại dâm HIV/AIDS, dân số kết hoạ gia đình, bảo vệ chăm sóc nâng cao sức khỏe nhân dân. Năm 2022 có ý nghĩa quan trọng tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu của kế hoạch 5 năm 2021-2025. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và Ban Thường vụ các đoàn thể chính trị xã hội tỉnh thống nhất và quyết tâm thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp hoạt động, góp phần cùng tỉnh thực hiện hoàn thành và vượt mức các mục tiêu chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2022. Chương trình sẽ được tiếp tục với những thông tin khác. Hội nghị tổng kết và triển khai nhiệm vụ năm 2022 cũng vừa được Sở Xây dựng tổ chức vào chiều nay với nhiều nội dung quan trọng. Trong đó có đề án phân loại đô thị Thừa Thiên Huế đạt tiêu chí đô thị trực thuộc Trung ương cùng các nhiệm vụ quy hoạch và kiến trúc khác. Trong năm 2021, Sở Xây dựng đã tích cực tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh về xây dựng cơ chế chính sách, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao về quy hoạch và kiến trúc, phối hợp chặt chẽ với các ngành liên quan để hoàn thiện đề án điều chỉnh địa giới hành chính các đơn vị cấp huyện và các sắp xếp thành lập các phường thuộc thành phố Huế. Thẩm định trên Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt 27 nhiệm vụ, 16 đồ án quy hoạch, đã nâng dần tỷ lệ phủ kín quy hoạch. Về công tác thanh tra kiểm tra, trong năm đã hoàn thành 3 cuộc thanh tra theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Qua công tác thanh kiểm tra, Sở đã thu hồi và kiến nghị giảm trừ với tổng số tiền hơn 29 tỷ đồng, trong đó thu hồi nộp ngân sách nhà nước hơn 6,5 tỷ đồng. Trong năm 2022, Sở Xây dựng tiếp tục tham gia công tác hỗ trợ các dự án trọng điểm triển khai trên địa bàn tỉnh, tổ chức hoàn thiện và trình Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt các nhiệm vụ và đồ án quy hoạch do Sở làm chủ đầu tư, tập trung hoàn thành các đề án như phân loại đô thị Phong Điền đạt tiêu chí đô thị loại 4, phân loại đô thị Thừa Thiên Huế đạt tiêu chí đô thị loại 1 trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn và phát huy giá trị di sản cổ đô và bản sắc văn hóa Huế, tăng cường kiểm tra chất lượng các công trình, ra soát điều kiện năng lực của các đơn vị tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn, xử lý nghiêm các công trình có dấu hiệu nguy hiểm, không đảm bảo an toàn trong quá trình khai thác, sử dụng. Sáng ngày 12 tháng 1, thị xã Hương Trà đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022 và khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích cao.
Năm 2022, thị xã Hương Trà đề ra các chỉ tiêu chủ yếu như tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất so với năm 2021 tăng 14-15%. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 1.100 tỷ đồng, tổng thu ngân sách 185-190 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt 46-48 triệu đồng một người một năm, có thêm một xã đạt chuẩn nông thôn mới, tỷ lệ lao động qua đào tạo trên 70%, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều giảm 0,8-1% một năm và một số chỉ tiêu khác. Để thực hiện đạt và vượt các mục tiêu chỉ tiêu nói trên, thị xã Hương Trà sẽ tập trung thực hiện quyết liệt đồng bộ các giải pháp. Trọng tâm là hỗ trợ phát triển kinh tế gắn với phòng chống kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19, cải thiện môi trường đầu tư, tăng cường huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để phát triển kinh tế xã hội, nhất là đầu tư phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực hiệu quả bộ máy quản lý nhà nước. Dịp này, thưa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo thị xã Hương Trà tặng cờ thi đua, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh cho 3 tập thể và giấy khen của Ủy ban nhân dân thị xã cho các tập thể cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác cải cách hành chính, nhiệm vụ quân sự quốc phòng năm 2021, công tác phòng chống dịch và các nội dung khen thưởng khác. Chiều ngày 12 tháng 1, Sở Thông tin và Truyền thông gặp mặt các cơ quan thông tấn báo chí truyền thông trên địa bàn nhân dịp mừng xuân mới Nhâm Dần năm 2022. Tham dự chương trình gặp mặt có đại diện lãnh đạo, phóng viên các cơ quan báo chí truyền thông của tỉnh và cơ quan báo chí trung ương thường trú trên địa bàn. Trong năm 2021, các cơ quan báo chí đã phản ánh kịp thời hoạt động diễn ra trên các lĩnh vực kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng diễn ra trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là đã đồng hành cùng tỉnh trong công tác tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19. Nhiều sự kiện chính trị mang tầm cỡ quốc tế, quốc gia và khu vực mang dấu ấn thời sự, thể hiện hình ảnh tích cực của tỉnh như tuần lễ chuyển đổi số 2021, Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 22 được các cơ quan báo chí truyền thông phản ánh kịp thời. Bên cạnh đó, 13 tính năng của phần mềm Huế S đã đạt được nhiều kết quả tích cực với hơn 867.500 người dân đăng ký tài khoản sử dụng, đạt 144%. Tại chương trình gặp mặt, đại diện cơ quan báo chí đóng góp một số ý kiến như cơ chế phối hợp, hợp tác giữa tỉnh với các cơ quan báo chí, công tác quy hoạch, phát triển báo chí, định hướng tuyên truyền, hỗ trợ một số cơ quan báo chí của tỉnh trong triển khai các đề án. Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông đã tiếp thu và chia sẻ thêm các ý kiến, đồng thời mong muốn trong năm 2022, các cơ quan báo chí sẽ tiếp tục đồng hành với Sở trong các chương trình kế hoạch của tỉnh trong thời gian tới. Nhân dịp này, Sở Thông tin và Truyền thông cũng gửi lời chúc mừng năm mới đến các cơ quan báo chí truyền thông nhân dịp xuân Nhâm Dần 2022. Thưa quý vị và các bạn, chung cư là nơi tập trung nhiều hộ dân, có nhiều không gian sinh hoạt chung, đông người ra vào, nên nếu không kiểm soát chặt chẽ, sẽ tiềm ẩn nhiều nguy cơ dịch bệnh xâm nhập. Xác định thực trạng này, nên hầu hết các chung cư trên địa bàn tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp ngăn chặn phòng ngừa dịch bệnh theo quy định, ghi nhận ở một số chung cư trên địa bàn thành phố Huế. Chung cư Vicoland Huế có 650 căn hộ với hơn 600 hộ dân sinh sống. Từ khi dịch COVID-19 xuất hiện, đặc biệt là khi thành phố Huế ghi nhận các ca dương tính trong cộng đồng, ban quản lý chung cư đã thường xuyên cập nhật thông tin tình hình dịch bệnh, các văn bản của các cấp ngành lên các bản tin chung cư, yêu cầu người ra vào chung cư phải thực hiện khuyến cáo 5K. Việc vệ sinh ở các sảnh chung, cầu thang bộ, thang máy cũng được ban quản lý chung cư chú trọng. Phòng chống dịch của chung cư trước giờ cùng phối hợp với phường và cơ sở phường tại địa phương ở đây, cũng như ban quản trị, ban quản lý hướng dẫn bà con về công tác phòng chống dịch trước khi những người ra vào chung cư thường được khử khuẩn và được kiểm tra, tức là kiểm tra người ra vào, giao cho các tòa nhà, các bác bảo vệ thường xuyên kiểm tra những người ra vào và được khử khuẩn hàng ngày như cầu thang máy, nhà xe. Và cũng đã hướng dẫn những người giao hàng đến tại chung cư không được vào chung cư. Tôi thấy thì tôi ở chung cư này cũng lâu rồi, nhưng mà thấy tình hình nói chung chống dịch của khu chung cư này rất là, nói chung là tương đối tốt. Ra vào như chung cư này bảo vệ cũng kiểm tra sát sao. Đối với chung cư Xuân Phú, việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch tại đây cũng được ban quản lý chung cư quán triệt đến từng người dân. Đặc biệt, từ đợt bùng phát dịch mới đây, việc kiểm soát người ra vào chung cư được kiểm soát chặt hơn. Cư dân và khách đến chung cư ra vào chỉ được đi duy nhất một cửa ra vào nhà xe. Tại đây, bảo vệ chung cư sẽ đo thân nhiệt, khai báo y tế, bố trí nước rửa tay sát khuẩn trước khi vào tòa nhà.
Bên cạnh công tác tuyên truyền đến người dân, việc phun khử khuẩn ở các khu chung cư cũng được thực hiện mỗi tuần một lần. Thì ban quản lý chung cư MQ Xuân Phú triển khai và thực hiện các công tác như phòng chống dịch Covid, như là tuyên truyền thực hiện 5K trên các nền tảng mạng, app, mạng xã hội, cũng như là niêm yết các thông tin tại bảng thông báo của các khối nhà. Bên cạnh đó là thành lập các chốt kiểm soát ra vào, kiểm soát dịch bệnh nội khu, quản lý giám sát các cái bộ phận vận tải giao hàng ra vào nội khu, cũng như là kiểm soát cái khách ra vào chung cư. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, chính quyền địa phương có các khu chung cư đã ban hành nhiều giải pháp phòng chống dịch. Theo đó, các chung cư tăng cường kiểm tra lưu trú tạm vắng tại các chung cư, khu ở tập trung, có phương án cụ thể để kiểm soát phòng ngừa tối đa nguy cơ xâm nhập và lây lan tại đây, qua đó đảm bảo an toàn tính mạng tài sản của cư dân. Ủy ban phường cũng đã tiến hành thành lập đoàn và về làm việc với các ban quản lý cũng như ban quản trị khu chung cư để liên quan đến trong công tác phòng chống dịch, là cần phải phân công, phân nhiệm con người cụ thể trong việc kiểm tra giám sát, rồi hạn chế người ra vào. Phường cũng đã thành lập các tổ phòng chống dịch của tổ và phối hợp với các ban quản trị, ban quản lý khu chung cư khi có các vấn đề liên quan đến các F trong tại các khu chung cư trong việc quản lý giám sát nhưng đối với các F. F0 khi mà xuất hiện tại nội khu thì ban quản lý phối hợp với cơ quan chính quyền địa phương cũng như là trạm y tế phường là thực hiện việc cách ly, chuyển cách ly điều trị tại các khu điều trị, cũng như là đồng thời niêm yết các cái thông tin liên quan đến F0. Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, nguy cơ lây nhiễm cao, các khu chung cư cần tăng cường kiểm tra giám sát công tác phòng chống dịch, quản lý khách ra vào chung cư, khuyến cáo cư dân hạn chế đi lại, tụ tập nơi đông người. Bên cạnh những giải pháp của cả khu chung cư và chính quyền địa phương thì việc tuân thủ công tác phòng chống dịch của chính mỗi người dân là điều cần thiết để đẩy lùi dịch bệnh. Tiếp tục với những thông tin khác. Tổ chức di cư quốc tế tại Việt Nam đã tổ chức bàn giao thiết bị vật tư y tế cho tỉnh Thừa Thiên Huế. Đây là hoạt động trong khuôn khổ dự án hỗ trợ cơ sở cách ly, cơ sở y tế và người lao động trở về từ vùng dịch phía Nam trong đại dịch COVID-19. Trong đợt này, Tổ chức Di cư Quốc tế Việt Nam thông qua sự hỗ trợ của COICA đã tặng cho tuyến đầu chống dịch của tỉnh 2.000 bộ áo quần bảo hộ, 500 hộp khẩu trang y tế, 500 găng tay y tế, 2.000 bộ kit xét nghiệm nhanh và nhiều vật tư y tế cần thiết khác. Đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, đơn vị tiếp nhận vật tư, gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Tổ chức Di cư Quốc tế vì những phần quà thiết thực trong giai đoạn dịch bệnh tại Thừa Thiên Huế đang diễn biến phức tạp. Sau khi tiếp nhận, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh sẽ phân phối đến các địa chỉ cần thiết để phục vụ tốt nhất cho công tác chống dịch của tỉnh. Trong dịp này, Tổ chức Di cư Quốc tế còn hỗ trợ cho 1.000 người lao động khó khăn trở về từ các tỉnh thành phía Nam, mỗi người 1 triệu đồng. Thưa quý vị và các bạn, nhằm ghi nhận và tri ân các tổ chức cá nhân đã có nhiều đóng góp trong cuộc vận động chung tay chống dịch COVID-19, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Huế đã tổ chức chương trình tri ân tấm lòng vàng. Tham dự chương trình có Bí thư Thành ủy Phan Thiên Định. Trong cuộc vận động chung tay chống dịch COVID-19 do thành phố Huế phát động, Mặt trận thành phố đã nhận được sự đóng góp của rất nhiều tổ chức cá nhân nhà hảo tâm. Số tiền mặt ghi nhận được là hơn 5 tỷ đồng cùng hơn 70 tấn hàng hóa các loại. Tất cả đã được chuyển đến cho đồng bào thành phố Hồ Chí Minh cũng như người Huế đang sinh sống và làm việc tại các tỉnh phía Nam. Phát biểu tại chương trình tri ân, Bí thư Thành ủy Huế Phan Thiên Định nhấn mạnh, COVID-19 như là một phép thử và qua đó chúng ta đã thấy được khó khăn chính là mảnh đất cho những điều tốt đẹp sinh sôi. Nhiều bà con lao động nghèo có hoàn cảnh khó khăn vẫn không ngần ngại bỏ công để cùng với thành phố gói ghém những hũ ruột xả, những mẻ cá kho gửi đi cho đồng bào khắp mọi nơi. Đó là một nguồn động lực rất lớn để lãnh đạo thành phố và cả cấp ngành nỗ lực hơn nữa trong các hoạt động để không phụ lòng của nhân dân. Qua đây, Bí thư Thành ủy gửi lời cảm ơn chân thành đến sự đóng góp của toàn thể nhân dân, các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp đã chung tay với thành phố để chống lại đại dịch, đồng thời mong muốn người dân sẽ giữ tinh thần đó để tiếp tục đồng hành với chính quyền trong việc xây dựng một thành phố Huế hiện đại, văn minh và nghĩa tình. Thưa quý vị, sáng nay, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức lễ khởi công xây dựng cơ sở làm việc Công an huyện Phong Điền. Tham dự buổi lễ có Đại tá Hoàng Văn Thành, Phó Giám đốc Công an tỉnh cùng lãnh đạo huyện Phong Điền.
Thực hiện chủ trương của lãnh đạo Bộ Công an, trong những năm qua, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã quy hoạch sắp xếp lại cơ sở doanh trại theo hướng tinh gọn hiện đại, trong đó có công trình cơ quan làm việc Công an huyện Phong Điền. Bộ Công an đã phê duyệt chủ trương đầu tư công trình cơ sở làm việc Công an huyện Phong Điền thuộc Công an tỉnh với tổng mức đầu tư 60,8 tỷ đồng, trong đó chi phí xây dựng hơn 39,4 tỷ đồng trên diện tích 25.000 m2, gồm các hạng mục nhà làm việc, nhà ở doanh trại, nhà bếp ăn tập thể, nhà tiếp dân, nhà để xe, nhà thường trực, kho vật chứng và các hạng mục phụ trợ, hạ tầng kỹ thuật đồng bộ kèm theo. Dự kiến công trình được thi công trong vòng 950 ngày. Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thị xã Hương Thủy phối hợp với Trung tâm Huyết học Truyền máu, Bệnh viện Trung ương Huế khởi động phong trào hiến máu tình nguyện năm 2022. Đây là đợt hiến máu đầu tiên trong năm 2022 của thị xã Hương Thủy. Để đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19, trước khi tiến hành hiến máu, các tình nguyện viên sẽ được test nhanh nhằm giúp quá trình hiến máu diễn ra an toàn. Đợt hiến máu tình nguyện lần này đã thu hút 135 cán bộ xã, phường, ngành giáo dục thị xã, đoàn viên thanh niên, hội viên chữ thập đỏ và người dân trên địa bàn tham gia. Kết quả, chương trình đã tiếp nhận được 135 đơn vị máu, trong đó có 50 người hiến 350ml một đơn vị. Để bổ sung vào nguồn máu dự trữ, góp phần cứu chữa và điều trị kịp thời cho các bệnh nhân qua cơn hiểm nghèo. Theo số liệu thống kê năm 2021 vừa qua, thị xã Hương Thủy đã tổ chức 9 đợt hiến máu tình nguyện, vận động gần 1.840 tình nguyện viên tham gia, tiếp nhận được 1.804 đơn vị máu trên 1.470 chỉ tiêu giao, đạt 122% kế hoạch. Đoàn kiểm tra liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh đã đi kiểm tra các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh, nhập khẩu, phân phối thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống tập trung và những cơ sở sản xuất, kinh doanh các mặt hàng thực phẩm được sử dụng nhiều trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần. Đoàn kiểm tra liên ngành đã tiến hành kiểm tra siêu thị Go với các mặt hàng thực phẩm được sử dụng nhiều trong dịp Tết như thịt và các sản phẩm từ thịt, bánh kẹo, hạt dưa, bao gồm việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm của các cơ sở, đặc biệt tuyên truyền về đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán 2022, đồng thời lấy mẫu thực phẩm kiểm nghiệm các chỉ tiêu về an toàn thực phẩm. Qua kiểm tra, về cơ bản, siêu thị đã chấp hành nghiêm túc các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm. Bên cạnh đó, đoàn kiểm tra liên ngành đã nhắc nhở lưu ý đơn vị siêu thị Go về việc cần nhanh chóng có phương án tách biệt khu vực thực phẩm tươi sống và khu vực sử dụng thực phẩm tại chỗ của khách hàng nhằm đảm bảo cảm quan vệ sinh an toàn thực phẩm. Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán. Trung đoàn 6, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế đã và đang chủ động lập kế hoạch đón xuân vui Tết cho cán bộ chiến sĩ. Các đơn vị tích cực tăng gia sản xuất, đảm bảo nguồn lương thực thực phẩm, rau xanh và các nhu yếu phẩm phục vụ cho cán bộ chiến sĩ đón Tết, cũng như tiếp nhận 260 chiến sĩ mới đầy đủ và ấm áp. Xác định chăm lo đời sống cho bộ đội, đón Tết vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm, an toàn, đoàn kết, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao. Các cơ quan đơn vị trong toàn Trung đoàn 6 đã tổ chức phổ biến toàn bộ các chế độ tiêu chuẩn Tết cho bộ đội. Theo đó, xây dựng kế hoạch đảm bảo công tác hậu cần phù hợp với tình hình thực tế của từng cơ quan đơn vị. Trong đó chú trọng đảm bảo tốt cho bộ đội từ điều kiện sinh hoạt, vệ sinh doanh trại, đặc biệt là đẩy mạnh tăng gia sản xuất, chăn nuôi để đảm bảo hậu cần cho bộ đội đón Tết. Mặc dù thời tiết năm nay là mưa lạnh kéo dài, bên cạnh đó thì quân số là phân tán khắp nơi làm nhiệm vụ Covid. Nhưng là đơn vị chúng tôi cũng tiến hành chủ động trồng nhiều loại rau trên vườn để đảm bảo cho bộ đội là trực Tết Nguyên đán năm 2022. Và bên cạnh đó thì chúng tôi cũng là làm tốt mọi công tác chuẩn bị, kể cả tăng gia sản xuất và trên bộ mặt công tác để tiến hành đón chiến sĩ nhập ngũ năm 2022. Để cán bộ chiến sĩ vui xuân đón Tết, Đảng ủy Chỉ huy Trung đoàn đã tập trung làm tốt công tác tài chính hậu cần. Đến nay, công tác chuẩn bị lương thực thực phẩm, rau xanh và các nhu yếu phẩm ở các đơn vị đã cơ bản hoàn thành, đảm bảo cung ứng tốt nhu cầu của bộ đội vào dịp Tết Nguyên đán. Trên cơ sở tiêu chuẩn chế độ của cán bộ chiến sĩ, các đơn vị xây dựng thực đơn từng ngày cho bộ đội, đảm bảo chất lượng và an toàn. Đối với công tác chăn nuôi, thì tiểu đoàn cũng đã nghiên cứu và tổ chức thực hiện tốt về công tác chăn nuôi, trong đó chú trọng nuôi các loài gia súc, gia cầm cho sản lượng cao như bò, ngan, gà vịt, cá, lợn thịt, lợn rừng và bảo đảm cái chất lượng thịt thật sự tốt đưa vào bữa ăn cho bộ đội trong dịp Tết Nguyên đán cũng như tiếp nhận và huấn luyện chiến sĩ mới.
Với sự chỉ đạo sát sao, sự chủ động trong công tác chuẩn bị nguồn lương thực thực phẩm, các cán bộ chiến sĩ của Trung đoàn 6 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ được đón Tết an toàn, vui tươi bằng chính nguồn thực phẩm do đơn vị làm ra, với tinh thần sẵn sàng chiến đấu cao nhất. Chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt.